Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Sava Tham, một dòng xe đạp không nhôm đến từ thương hiệu Sava, cực kỳ là nổi tiếng trên toàn thế giới và là rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Sava của Đức. Xe thì được sử dụng bộ vành 26 inch, bộ chuyển động đằng sau Shimano Aceja, đằng trước Shimano Toley, và toàn bộ chiếc xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết. Như các bác có thể nhìn thấy khung xe và các thứ rất là mới, đúng không ạ? Chủ cũ họ chỉ đi gọi là lướt lát qua lướt lát qua rồi họ bán lại, nên là nó giữ được cái độ mới rất là nhiều. Nó là nên là bụi, tại vì là bọn em vừa bóc thùng sáng nay, và chiếc xe này nó đẹp quá nên là lên luôn cho các bác xem, không cần chưa vệ sinh qua nhiều, mà các bác có thể nhìn thấy là cái độ mới của nó còn rất là tốt, nó chỉ bị bám bụi nấu thì sạch tinh luôn, lốp nước rất là mới, chủ cũ chỉ đi gọi là lướt lát qua, cũ bên nước ngoài đi lướt lát qua để bán lại, nên là giữ cái độ mới rất là tốt. Và Sava khung nhôm thiết kế khung vuông dẹp rất là chắc chắn, là cực kỳ là cơ bắp. Dây thì chạy hết âm sườn này. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Aceja với 9 tầng lip. Trên này là để gạt đĩa là Toley với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 độ khác nhau. Trên tay bấm cũng được sử dụng là tay bấm Shimano Put 9 speed này, tương ứng 9 lip. Phanh dầu của Shimano. Vẫn còn là xốp mới bóc thùng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72-73 đi phù hợp. 1m75 đi xe này nó cũng vừa, lên yên là chút là đi là đẹp. Bộ chuyển động 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, 27 tốc độ chuyển động thì như các bác thấy trên hình còn rất là ngon lành. Thì chiếc xe được bán bên em mức giá chỉ có là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.